Mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng Trong Đất của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông, kỹ thuật chăm sóc hoa cát tường nở vào Tết. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thanh Hóa hiện có 8 vạn hecta đất trồng luồng, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 24 triệu cây, tương đương 0,55 triệu tấn cho giá trị khoảng 240 tỷ đồng. Tuy nhiên, năng suất này chưa tương xứng với tiềm năng phát triển cây luồng tại Thanh Hóa. Nguyên nhân cây luồng năng suất thấp do đây là sản phẩm nhân dân tự trồng nên đã được hưởng chính sách thông thoáng trong khai thác, vận chuyển thương mại. Vì vậy, việc quản lý của chính quyền cơ quan chuyên môn rất hạn chế. Người dân chưa có thói quen trồng luồng thâm canh, chưa chú trọng đến kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, một số diện trồng trên đất đai không phù hợp, dẫn đến năng suất chất lượng rừng luồng thấp. Bên cạnh đó, các cơ sở chế biến từ tre luồng đã hình thành nhưng chưa phát triển mạnh, chủ yếu là nhỏ lẻ, kéo theo giá trị cây luồng không cao. Vì vậy, để nâng cao giá trị sản xuất, phát triển cây luồng bền vững, các địa phương cần khuyến khích người dân sản xuất cây luồng theo hướng thâm canh, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển hệ thống sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ luồng gắn với bảo vệ môi trường. Để phát triển chăn nuôi gia súc, huyện Lang Chánh đã ban hành nghị quyết riêng về cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, như hỗ trợ trang trại chăn nuôi trâu bò tập trung có quy mô thường xuyên từ 10 con đến dưới 50 con với mức hỗ trợ từ 5 đến 25 triệu đồng một trang trại, hỗ trợ tiền mua giống và xây dựng chuồng trại cho trang trại chăn nuôi lợn tập trung với mức hỗ trợ từ 10 đến 25 triệu đồng một trang trại, hỗ trợ tiền làm chuồng trại cho trang trại chăn nuôi dê có quy mô từ 30 đến 150 con với mức hỗ trợ từ 5 đến 25 triệu đồng một trang trại. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ tiền cho các hộ chăn nuôi lắp đặt công trình biogas, hỗ trợ trồng cỏ phát triển chăn nuôi đại gia súc. Đến nay, toàn huyện có gần 11.000 con trâu và trên 4.000 con bò. Những năm gần đây, cùng với đẩy mạnh khai thác nuôi trồng thủy hải sản, huyện Tĩnh Gia luôn quan tâm phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Huyện Tĩnh Gia đã khuyến khích các gia đình, nhóm hộ gia đình đầu tư vốn, nâng cấp các cơ sở chế biến thủy hải sản hiện có, đồng thời duy trì nâng cao chất lượng các ngành nghề chế biến truyền thống, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trên thị trường trong ngoài tỉnh gắn với xuất khẩu. Nhờ đó, các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá ở Tĩnh Gia đã có điều kiện tốt để phát triển. Đến nay, toàn huyện có khoảng 500 cơ sở chế biến hải sản do nhân dân các xã xây dựng, quản lý, 45 công ty doanh nghiệp xây dựng các nhà máy chế biến hải sản công suất lớn. Tổng sản lượng sản phẩm hải sản sau chế biến trên địa bàn huyện đạt hơn 35.000 tấn một năm. Trong đó, nhiều sản phẩm đã xuất khẩu đi các nước châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhiều sản phẩm hải sản truyền thống như mực khô, moi khô, sứa, nước mắm đã trở nên nổi tiếng trong tỉnh và cả nước, được khách hàng ưa chuộng. Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số lợn bị tiêu hủy trên cả nước do dịch tả lợn châu Phi là khoảng 6 triệu con, dẫn đến tổng nguồn cung trong nước thiếu hụt khoảng 10%. Cục Chăn nuôi cho biết, nguyên nhân khiến thiếu hụt thịt lợn trên thị trường là do các khu vực giết mổ nhỏ lẻ không tiếp cận được nguồn cung thịt lợn của các trang trại lớn, của công ty lớn. Vì vậy, tạo hiệu ứng làm tăng giá thịt lợn quá cao từ đầu tháng 10 đến nay, có nơi gần chạm mốc 80.000 đồng một kg. Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua yếu tố đầu cơ có biểu hiện găm giá, loan tin giá không đúng. Để giải bài toán thịt lợn cho nhu cầu của thị trường dịp cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khuyến nghị các địa phương tái đàn heo theo hướng an toàn sinh học, đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, thủy sản và nhập khẩu thịt bò, gà để thay thế thịt heo sản xuất trong nước. Thời gian gần đây, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã ứng dụng công nghệ sông trong ao nuôi cá nước ngọt cho hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ưu điểm của mô hình nuôi cá sông trong ao là dễ quản lý môi trường, dịch bệnh và thu hoạch không vất vả, giảm được chi phí thuê nhân công. Mặt khác, cá nuôi trong bể sạch được sục khí, hút phân thường xuyên nên không có mùi tanh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra, có thể tận dụng lượng chất thải được thu gom sử dụng làm phân bón trong trồng trọt, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Trừ chi phí, trung bình 1 hecta cho lợi nhuận 200 triệu đồng 1 hecta một vụ. Tuy nhiên, theo các hộ nuôi, để áp dụng được mô hình này, cần có diện tích mặt nước ít nhất khoảng 5.000 m2, đầu tư ban đầu lớn khoảng 150 triệu đồng một bể, cơ sở vật chất đầy đủ, nguồn điện ổn định và người nuôi phải nắm vững kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc trong suốt quá trình nuôi. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa đông, thời tiết rét đậm rét hại, trâu bò phải nuôi nhốt tại chuồng, nên đây cũng là thời điểm nguồn thức ăn khan hiếm. Do vậy, việc chủ động giữ trữ đủ nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông là rất quan trọng đối với các hộ chăn nuôi.
Trong cơ cấu vụ đông năm nay, huyện Như Thanh đã bố trí 661 diện tích trồng cây thức ăn chăn nuôi, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã nhằm đảm bảo đủ nguồn thức ăn cho gần 13.000 con trâu bò trong mùa đông. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân còn mở rộng diện tích trồng cỏ, ngô dày bán cho công ty bò sữa, tăng thêm thu nhập. Gia đình tôi đang tập trung thuê công nhân để làm cái cỏ ba sa này, để mục tiêu là thứ nhất là để chăn nuôi trâu bò trong gia đình. Cái thứ hai nữa là tập trung cái nguồn nguyên liệu để lấy thức ăn cho để nhập cho bò sữa. Để đảm bảo cho có cái nguồn thức ăn dự trữ trong mùa đông, giá rét cho đàn trâu bò, thì hiện bây giờ là thị trấn là đã vận động bà con nhân dân là trồng được 7 hectare cỏ các loại và 20 hectare là ngô dày và cỏ mabosa để cung cấp cái lượng thức ăn xanh cho trang trại bò sữa. Và bên cạnh đó là các hộ có cái số lượng trâu từ 1 đến 3 con là chúng tôi vận động là sau vụ thu hoạch là tích trữ toàn bộ cái rơm rạ phơi khô. Hiện nay toàn tỉnh có 198.000 con trâu, 255.000 con bò, tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu bò tăng nên nhu cầu thức ăn cũng sẽ tăng theo. Do vậy, vụ đông năm nay, các địa phương có gia súc đã quy hoạch diện tích trồng các thức ăn chăn nuôi, tập trung trồng ngô dày và các giống cỏ có khả năng chịu rét, chịu sương muối tốt như VA06, Mulatto, cỏ voi. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được gần 10.000 ha cây thức ăn chăn nuôi, tăng gấp 3 lần so với năm 2013, chủ yếu là ở các huyện miền núi. Ngoài thức ăn xanh, các địa phương cũng tuyên truyền hướng dẫn cho các hộ dân tận dụng thêm các phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thêm thức ăn tinh bột cho gia súc. Tổng đàn trâu của chúng tôi hiện nay là 540 con, bò thì là 450 con. Thì báo cáo là chúng tôi đang tập trung là nhân dân là tăng cường cái vụ đông để trồng cái các cái cây ngô và đặc biệt là cái diện tích cỏ là chúng tôi cũng đang chỉ đạo nhân dân là tích cực là phát triển để mà cung cấp cái nguồn thức ăn cho gia súc gia cầm trong cái vụ đông. Cùng với việc chủ động dự trữ nguồn thức ăn, ngành nông nghiệp cũng đang chỉ đạo đội ngũ cán bộ khuyến nông, chăn nuôi thú y hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm bảo vệ tốt nhất cho đàn gia súc trong mùa đông. Thưa quý vị, bà con và các bạn, nếu trồng đúng kỹ thuật, hoa nở đúng dịp Tết, trung bình 1 hectare trồng hoa cát tường có thể cho thu nhập 300 triệu đồng một vụ. Chính vì thế, vài năm gần đây, một số hộ trồng hoa trên địa bàn tỉnh đã đưa hoa cát tường vào trồng bán Tết. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật cơ bản chăm sóc hoa cát tường. Đất trồng hoa cát tường phải được cày bừa kỹ, phơi ải tốt, bón lót nhiều phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục có bổ sung thêm phân tổng hợp NPK. Khi cây được 20 ngày, bà con có thể cho vào bình dễ chăm sóc, dùng lưới ni lông đen để che bớt 30-40% ánh sáng nhằm giúp tăng chiều dài cành hoa, tăng chất lượng hoa sau này. Bón phân. Sau khi trồng 3 tuần, bà con nên bón 20kg NPK, tỷ lệ 16-16-8 và 10kg kali trắng trên 1.000m². Sau trồng 6 tuần, 30kg NPK và 10kg kali trắng trên 1.000m². Sau trồng 9 tuần, 30kg NPK tỷ lệ 15:5:20 trên 1.000m². Phòng trừ sâu bệnh. Bà con chú ý thường xuyên kiểm tra hoa để phát hiện sâu bệnh kịp thời, nhất là khi bắt đầu ra hoa có các loại bọ trĩ, bọ phấn, bệnh héo vàng, héo xanh, lở cổ rễ. Để phòng tránh tối đa những bệnh hại đối với cây hoa cát tường thì phải kết hợp nhiều biện pháp quản lý trồng trọt như tạo hệ vi sinh có lợi trong đất, tạo môi trường thông thoáng cho hệ rễ phát triển. Bà con cũng cần làm sạch các mầm cỏ dại trong đất trước khi trồng. Trồng đúng nguyên tắc, đảm bảo cung cấp đủ nước và phân bón cho cây, kiểm soát và loại trừ các loại côn trùng, các động vật chân đốt và ứng dụng thuốc trừ sâu bệnh hợp lý và đúng nguyên tắc. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.